Hôm nay tôi sẽ review cho các bạn bộ phim Lời Cầu Nguyện Trước Bình Minh. Do cuộc sống không như ý muốn, võ sĩ Quyền Anh Billy một mình sang Thái Lọ kiếm sống. Anh có tính cách nóng nảy, nghiện ma túy, cuộc đời đầy sóng gió mỗi ngày. Tiền kiếm được nhờ Quyền Anh đều đem đi mua ma túy. Một ngày, cảnh sát đánh hơi được nơi ở của Billy, bắt Billy vào tù vì tội tàng trữ chất ma túy và sở hữu súng bất hợp pháp. Điều kỳ lạ là, một tên cai ngục lại lén lút đưa Billy một túi ma túy. Nhà tù Phnom Penh được biết đến là nhà tù tăm tối, khắc nghiệt nhất trên thế giới. Những băng đảng tội ác ở đây, đánh nhau, ám sát, giết người là chuyện thường ngày như cơm bữa. Billy mới đến đây còn chưa biết tiếng Thái, chỉ nghe thấy người khác xì xà xì xồ vẫy tay với anh. Một người chuyển giới kéo anh đến bên mình, ra hiệu yêu cầu Billy đưa ma túy, nhưng Billy lại không thèm để ý. Đêm đến, hàng chục tù nhân cởi trần, túm tụm lại ngủ với nhau, còn Billy lại không hề có ý định ngủ. Anh bỏ quê đi mưu sinh, chưa được mấy ngày đã bị bắt vào tù. Tất nhiên anh cảm thấy không vui rồi. Ngày thứ hai, Billy cầm hai chai nhựa mình được phát, anh chen vào đám đông, mãi mới lấy được nước. Lúc này, Billy vô cùng cáu giận người xung quanh. Là một võ sĩ Quyền anh không thích người khác tùy tiện động vào người mình, nhưng ở đây lại không thể tránh khỏi va chạm. Trong lúc đám đông chen lấn, một tù nhân đã đẩy vào Billy. Billy tức giận và định ra tay ngay lúc đó, gây náo loạn hiện trường. Tên cai ngục giữ trật tự cho rằng người này có xu hướng bạo lực, nên trực tiếp nhốt anh vào ngục tối để tránh sự việc ngoài ý muốn. Cai ngục đã nhốt Billy vào nơi khắc nghiệt nhất. Phạm nhân ở đây lại còn ác liệt hơn. Billy thấy rằng tên đại ca ở đây là người không thể động vào, thân là người mới và cũng là người nước ngoài duy nhất. Billy không tránh được bị đại ca giáo huấn, bị bắt nạt. Billy không dám hành động hấp tấp, kiềm chế cơn tức giận và trở về chỗ nằm. Buổi tối, Billy dậy đi vệ sinh, vừa mới cởi quần thì đã bị người đằng sau lưng bịt mồm. Cảm nhận được độ lạnh của lưỡi dao, Billy đành phải ngoan ngoãn nghe lời. Ngay sau đó, một tên tội phạm gầy yếu cùng vào với Billy, bị bọn ác nhân đói khát này ép vào tường. Sau đó, Billy về nằm lại trên sàn, anh run rẩy và sợ hãi vì biết rằng người tiếp theo là mình. Nỗi sợ hãi lởn vởn trong lòng, nhưng anh không còn cách nào khác. Nếu solo thì Billy chẳng ngán bố con thằng nào, nhưng đối phương lại đông như vậy, mà toàn là những người liều mạng. Nếu nhỡ khi thất bại có khi còn mất mạng. Buổi sáng ngày thứ hai, tên phạm nhân gầy yếu kia vì nghĩ không thông nên tự sát. Chuyện này ở đây rất phổ biến, còn những tên tội phạm kia lại làm ngơ. Cai ngục cũng quen với chuyện này rồi, không hề hỏi gì liền đi xử lý cái xác. Billy đến bệnh xá để xin thuốc giảm đau miễn phí, nhưng bên kia lại không quan tâm quy định, bắt Billy dùng tiền hoặc thuốc lá để đổi. Sự tức giận bị kìm nén suốt đêm của Billy đã bị phá vỡ ngay lập tức. Anh liền xông lên đánh tên cai ngục và cắn vào cổ đối phương. Tuy là anh đang chút giận, nhưng không thể tránh bị vụt côn vào người, kết quả bị đánh đến bất tỉnh nhân sự, mơ mơ hồ hồ bị đưa vào phòng giam. Trong lúc mơ hồ, một phạm nhân người chuyển giới làm tạp vụ nhận thấy Billy bị thương nặng đang nguy kịch, vội vàng gọi quản ngục đến cứu chữa. Không lâu sau đó, Billy được thả ra, nhưng chân lại bị xích lại. Lượng người chuyển giới ở trong tù không nhiều, cũng được đối xử tốt hơn người bình thường. Người chuyển giới đã giúp Billy ngày hôm đó làm nhân viên cửa hàng trong tù. Billy cảm ơn người đó, chuẩn bị mua thuốc lá, nhưng thân ở đất khách quê người, không có người thân thiết. Tài khoản ngân hàng của anh còn sạch hơn mặt anh. Người chuyển giới đó nhìn Billy đẹp trai quá, đồng ý cho anh một điếu thuốc. Buổi tối, Billy dùng thuốc lá để mua chuộc bọn ác nhân kia. Tên đại ca thấy tên này cũng biết điều, nên đã đóng lọ dầu bôi trơn trên tay lại. Một ngày, tên quản ngục lại đưa cho Billy ma túy, chờ đến lúc Billy lên cơn nghiện thì thu lại. Lúc này tên quản ngục mới lộ mặt thật, thì ra tên quản ngục ghét tín đồ tôn giáo đối địch với mình, cho nên mới tính kế Billy, giúp ông ta giải quyết rắc rối này. Nhưng Billy không muốn giết người, tuy là những việc anh ta làm không đúng, nhưng anh vẫn có lương tâm đạo đức. Nhưng đối với cơn nghiện ma túy này thì lương tâm cũng bị bỏ lại sau. Cuối cùng, Billy cũng giết người và cầm được ma túy. Nhưng sau khi hết cơn, Billy lại bị lương tâm lên án sâu sắc. Ma túy làm anh sa sút, mất đi người thân và bạn bè, không thể không rời xa quê hương đến Thái sinh sống, cũng là lý do khiến anh vào tù. Bây giờ anh đang từng bước đi xuống vì ma túy, thực hiện hành vi giết người. Cảm giác tội lỗi này khiến Billy cảm thấy cuộc sống thật vô nghĩa, nhất thời không nghĩ không thông, định tự tử. May mà bạn cùng phòng bên cạnh kịp thời phát hiện cứu anh. Khi phải trải qua giây phút sinh tử, anh thấy rằng anh không thể suy đồi được nữa, anh phải tìm cách cứu rỗi bản thân. Đội Muay Thái chạy trong sân đã cho Billy hy vọng, anh phải chiến đấu lần nữa để phá bỏ tình trạng bạo lực và nghiện ma túy này. Billy tìm được huấn luyện viên Muay Thái nói muốn tham gia đội, nhưng đối phương lại trực tiếp từ chối. Billy rời đi nối tiếc, nhưng không bỏ cuộc, anh lần nữa tìm đến người chuyển giới bán thuốc, hứa rằng sau khi mình vào được đội Muay Thái, nhất định sẽ nghĩ cách đền bù. Nhìn anh chàng ngoại quốc có động lực này, người chuyển giới lại lấy ra hộp thuốc lá. Billy đưa hộp thuốc lá cho huấn luyện viên, đạt được cơ hội vào đội. Huấn luyện viên cũng rất có lòng, ngày đầu tiên đã sắp xếp huấn luyện cho Billy. Buổi tối trở về phòng, các phạm nhân khác đều cười nhạo Billy. Billy chỉ có thể nghe hiểu những gì bên kia nói về việc anh luyện quyền anh. Nhìn nụ cười chế nhạo của bọn họ, Billy tức giận vô cùng, nhưng anh không dám nổi nóng, chỉ có thể điên cuồng đấm bao cát. Một hôm, Billy nhìn thấy các phạm nhân đang chơi cá độ, thấy Thích Thích cũng lấy ra hai bao thuốc lá ra để đánh cược, nhưng con cá anh cược vào lại đánh thắng, những tên côn đồ kia lại không chịu trả cược, thậm chí còn đạp vỡ chai thủy tinh để đuổi anh. Billy nắm chặt nắm đấm, sắp mất kiểm soát. Lúc này, tên đại ca đến, bảo bọn côn đồ không được làm trái quy định. Lúc này mới tránh được một cuộc đánh đẫm máu.
Ngày hôm sau, Billy cầm đống thuốc lá thắng cược đến trả nợ cho người chuyển giới. Sau tấm rèm cửa hàng, hai người thổ lộ với nhau. Billy xin lỗi người chuyển giới, nói rằng thực ra anh có người thân, chỉ là người thân không biết anh vào tù. Người chuyển giới nói mình đã giết cha mình, vì cha không thích cô biến thành bộ dạng này nên suốt ngày đánh đập cô. Bầu không khí từ từ ấm lên, hai người bắt đầu lao vào đấu kiếm. Trong đội Muay Thái, huấn luyện viên kiên nhẫn sửa những động tác sai của Billy, dạy cho Billy những động tác cơ bản của Muay Thái. Sau quá trình huấn luyện tận tâm, Billy vì có nền tảng vững chắc về quyền anh, nhanh chóng trở thành người giỏi nhất trong đội. Những quản ngục xem trận đấu đều rất hài lòng với biểu hiện của Billy, đặc biệt gọi anh đến phòng làm việc nói chuyện. Trận đấu quyền anh hàng năm sắp diễn ra, quản ngục cho rằng Billy là một hạt giống tốt. Nếu Billy có thể đại diện cho nhà tù này, thắng được các nhà tù khác, sẽ nhận được vinh quang và được giảm án. Billy đương nhiên không thể từ chối. Sau đó, Billy được chuyển đến phòng giam của đội quyền anh, được hưởng những đặc quyền mà tù nhân bình thường không có được. Trong quá trình huấn luyện, Billy hòa nhập được với thành viên khác. Ở đây không có sự kỳ thị, không có kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu, mọi người đều hòa đồng. Thực ra các phạm nhân trong đội Muay Thái đều không phải tốt, bọn họ đều phải gánh vác cuộc sống, không phải ngồi tù mười mấy năm thì cũng là tù trung thân. Tham gia đội tuyển Muay Thái là để thoát khỏi môi trường khắc nghiệt và làm người tốt trở lại. Vì vậy mọi người bỏ đi mặt ác của bản thân, trở nên dễ gần. Những người có mức án ngắn có thể được trả tự do sớm, tù trung thân thì có thể được nhận những đãi ngộ tốt hơn phạm nhân bình thường, ít nhất cũng được sống thoải mái, có động lực sống tiếp. Để chào mừng Billy nhập đội, đồng đội đặc biệt xăm cho anh một chú hổ trên lưng anh. Bầu không khí ở đây giúp cho Billy vui lên rất nhiều. Anh ở trong tù có bạn bè và có cả bạn gái, tất cả đều đang phát triển theo hướng tốt đẹp. Nhưng sự thật tàn khốc, Billy phát hiện ra bạn gái còn đang qua lại với người đàn ông khác. Chuyện này phủ một lớp bóng đen lên cuộc sống mới của anh. Anh lại bắt đầu hít ma túy và trở nên bạo lực, thậm chí còn làm mất hòa khí với đồng đội. Hành vi bạo lực mất kiểm soát này đã khiến anh bị vào phòng giam thêm lần nữa. Một mình trong phòng giam giúp Billy dần dần bình tĩnh lại. Anh tự kiểm điểm và nhắc nhở bản thân. Khi ra khỏi phòng giam, anh liền đến xin lỗi đồng đội. Nhờ lời khuyên của những người khác, đồng đội đã tha thứ cho Billy. Nhưng rắc rối lại xảy ra ngay sau đó. Tên ác nhân trong phòng giam bất ngờ tìm đến Billy. Tên đại ca biết được đánh thắng trận đấu sẽ được thưởng tiền, nên uy hiếp Billy phải đánh thắng rồi đưa tiền cho anh ta. Nếu không đánh thắng, Billy sẽ mất mạng. Trong lúc huấn luyện, Billy đột nhiên nôn ra máu. Bác sĩ nói anh bị vỡ bao tử do lạm dụng nhiều thuốc. Nếu như Billy vẫn cố tham gia trận đấu, có thể sẽ bị thương nặng, nôn ra máu mà chết. Nhưng bây giờ Billy đã ngồi trên lưng hổ, anh bắt buộc phải tham gia trận đấu, còn phải giành chiến thắng. Trước khi lên sàn, huấn luyện viên giúp anh khởi động, truyền cho những đòn sát thủ. Hôm trận đấu diễn ra, Billy bị đau bụng vô cùng, dẫn đến anh liên tục thất bại. Hơn nữa đối thủ lại khá hung ác, lợi dụng lúc Billy ngã, đá mạnh vào bụng anh. Billy đau đến mức không cách nào công kích, chỉ có thể phòng thủ. Cuối cùng, anh nắm bắt được cơ hội, dùng đòn sát thủ huấn luyện viên dạy cho, một chiêu kết liễu đối thủ. Toàn sân hoan hô, Billy giành được quán quân. Nhưng dạ dày bị rạn nứt, anh đau đớn không thể lên nhận thưởng. Anh nôn ra một hốc máu và ngã thẳng xuống đất bất tỉnh. Billy được vào bệnh viện cấp cứu. Sau khi anh tỉnh dậy, y tá mang đến một chiếc quần to như váy, xin phép quản ngục đưa anh đi vệ sinh. Trong lúc đó, một y tá khác gọi y tá đi cùng Billy đi cấp cứu. Billy ra khỏi nhà vệ sinh không nhìn thấy y tá đâu. Ngoài hành lang chỉ có một tên quản ngục bất cẩn ngồi quay lưng về phía anh. Billy nhanh chóng đi thang máy xuống, quang minh chính đại đi ra khỏi bệnh viện. Anh lướt qua những con phố quen thuộc, hít thở không khí tự do. Nhưng anh cũng biết rõ rồi anh cũng sẽ bị bắt lại. Huống hồ anh ở bên ngoài không có bạn bè, còn vui vẻ như ở trong tù, cho nên anh lại quay về bệnh viện. 3 năm sau, quốc vương Thái Lọ ban lệnh ân xá, Billy được trả tự do. Đây là bộ phim dựa trên câu chuyện có thật. Sau khi ra tù, Billy xuất bản cuốn hồi ký cùng tên với bộ phim.